Chào mọi người, là mình đây nha mọi người. Chúc mọi người một ngày thật là vui vẻ và hạnh phúc nha mọi người. Thì hôm nay mình sẽ review mở cái một món hàng mình đặt trên Shopee nha mọi người. Thì cái này là mình mua sữa mặt ha, của Nam á, của Gaspy á. Thì mình mua cái này khoảng 60.000 mà cái này mình đã thanh toán rồi, 0 đồng á. Thì giờ mình mở ra thử coi nó có phải giống như sản phẩm mình mua không ha. Cái này mua trên Shopee nó khoảng 60. Còn nếu mà các bạn mua ở thị thì này tới 7 mấy ngàn. Rồi mình mở cái ha. Thì bao gói rất là kỹ ha. Nó bên trong họ có cho một miếng xốp á để giữ hàng lại cho nó không bị hỏng. Rồi họ có cho một tờ giấy. Giấy này để nha. À, giấy đơn hàng nè mọi người. Đó. Đây. Cái sản phẩm chính của mình là này nè mọi người. Cái này nếu mà bạn mua trên siêu thị là tới 70 mấy ngàn lận, nhưng mà cái này bạn mua trên Shopee á, ở trong cái shop này á, thì nó khoảng 6 ngàn hay khoảng 60 ngàn thôi. Thì đây cái tên shop này mọi người và số điện thoại của shop, thì các bạn có thể vào trong cái shop này các bạn mua ha. Còn link, còn các bạn có thể muốn vào trực tiếp trên Shopee á, thì các bạn vào link mô tả của video này các bạn để lấy ha. Thì cái sản phẩm này mình có xài cũng khá lâu rồi nhưng mà con thấy cũng ổn á. Cái này là dạng có hạt ha. Cái này nó có cái hạt á, cái hạt nó giúp cho sạch cái bã nhờn mặt á, rất là tốt ha. Cái sản phẩm này là sản phẩm của Nhật mọi người, rất là tốt ha mọi người, dành cho nam á. Thì mình đã xài rồi nên mình thấy cũng ổn ha. Nè, nhưng mà cái này là của sản phẩm thì sản xuất Indo, nhưng mà mình thấy của chữ Nhật này kia nè, có chữ tiếng Trung tiếng Việt này kia nữa. Xuất xứ từ Indo nhưng mà có chữ Nhật nè, mình cũng không hiểu sao luôn. Mà nói chung là cái sản phẩm này mình mua trong siêu thị thì cũng hơi 7 mấy ngàn, nhưng mà của ở trên cái shop này thì có khoảng 6 mấy ngàn thôi. Thì mình nếu bạn mua có giảm mã giá thì nó còn tiện hơn nữa ha. Rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi video này của mình ha. Chúc mọi người một ngày thật vui vẻ mọi người. Hẹn gặp lại mọi người vào những video tiếp theo ha. Bye bye.